Xin chào các bạn, mình là Hiền. Tiên thì mình cũng cảm ơn chị giám đốc công ty cũng như là công ty đã cái như này chia sẻ cho mình xài một cái sản phẩm theo cảm nhận của mình là khá là rất là tốt. Tại vì sao? Thứ nhất là da của mình á, thì trước đây mình giữ nó khá là khó. Thứ nhất là da nhạy cảm. Thứ hai, cái bệnh muôn thuở của dân văn phòng là gì? Lười, cực kỳ lười luôn đó. Thì lúc đầu á, da của mình thì ở dưới cái phía dưới cằm này nè, nó rất là nhiều mụn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là lỗ chân lông nó khá là to, tại vì mình không có sheen trong việc dưỡng da á. Thì khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này á, thì chị có tư vấn cho mình, bên công ty có tư vấn cho mình là cái thứ nhất là cái thành phần của thuốc là tất cả các thành phần tự nhiên là thuốc bắc. Tuy nhiên á, thì để gọi là nó đạt cái hiệu quả tối ưu nhất á, thì mình có một cái lời khuyên nhỏ á, là các bạn nên sử dụng kèm chung với lại cái này nó là bột thảo dược để mình rửa mặt. Mình sẽ làm sạch da mặt của mình. Như các bạn biết đó là mình ngồi văn phòng và mình hay đi ngoài đường á, thì cái nhiều có rất là nhiều bụi bẩn nó dính vô cái da mặt á, thì mình sử dụng cái này để làm sạch trước khi mình sử dụng cái serum và cũng như là cái thuốc trị mụn này. Thì sau khi mà mình làm sạch xong, mình sẽ mình bôi một ít ra tay. Mình chỉ cần làm động tác nhỏ giống như là các bạn giống như là sử dụng tinh chất á, bôi lên mặt thôi để đó. Rồi thì trong này hầu như là thành phần thiên nhiên, cho nên nó sẽ dành cho những cái làn da nó bị nhạy cảm, như mình không sử dụng được các loại mỹ phẩm nó có tính chất quá là mạnh, nó sẽ nhận nó làm bào mòn da. Còn cái này thì mình thấy là sau cái quá trình mình sử dụng á, thì nó có những cái hiệu quả nhất định, nhưng không phải là sử dụng một tuần xong mà thấy liền đâu nha. Mình phải có cả một cái quá trình, và cái quá trình của mình là khoảng từ 2 cho đến 3 tháng thì da mặt của mình bắt đầu sẽ đạt được như mong muốn. Là thứ nhất là da mình nó sẽ trắng sáng ra, cái thứ hai là nó se khít lỗ chân lông lại. Và tới lúc đó các bạn có thể ngừng và không duy trì sử dụng thì da mình nó vẫn đẹp như vậy, chỉ có là sheen chút xíu là dưỡng ẩm thôi đó. Cái đó điều đó là điều cần thiết nhất, và khi đi ra đường thì cố gắng sử dụng kem chống nắng. Rồi thì ngoài ra đó, thì ở đây thì mình vừa mới được giới thiệu thêm một cái khá là tốt nữa, đó là cái kem chấm mụn. Thì các bạn cũng biết là bây giờ hiện tại á, cái thị trường mà sử kem trị mụn nó rất là nhiều. Mình đã sử dụng qua rất nhiều, ngay cả những cái brand lớn, ví dụ như các bạn biết là Origin nè, Acne nè, hoặc là hàng của La Roche ấy, mình xài cũng hết đó. Thì sử dụng cái này thì nó sẽ giảm bớt mụn và cái nó sẽ chốc ra cái đầu mụn nó nhanh hơn. Mà khi nào mà bị mụn bự thì xài này, mình cần duy trì thì mình sẽ xài hai loại này đó. Thì ok, thì đó là cái mình sẽ chia sẻ, mình đã chia sẻ cái quá trình mình xài thuốc để cho các bạn biết.